Theo thống kê của Bộ Y tế, 6 tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận hơn 8.000 trường hợp nhiễm HIV, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, 82,5% ca mắc mới là nam giới. Thống kê của Bộ Y tế còn cho thấy, tình hình lây truyền HIV/AIDS tăng nhanh trong giới trẻ, độ tuổi từ 16 đến 29, tập trung chủ yếu tại các khu công nghiệp ở các tỉnh, thành phố lớn. Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Hà Nội, thời gian qua, các bác sĩ tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân nhiễm HIV nhưng không biết, không có triệu chứng. Chỉ khi mắc những bệnh khác, suy giảm miễn dịch, đến bệnh viện thăm khám thì mới phát hiện ra. Trong đó có nhiều bệnh nhân trẻ, trước đó quan hệ tình dục không an toàn, quan hệ đồng giới. Cái đấy thì rất là nhiều, nhất là những cái trường hợp là bệnh nhân có những cái giai đoạn mà có những cái gọi là nhiễm trùng cơ hội và người ta có những cái biểu hiện bệnh lý, sau đó thì nhân những cái nhiễm trùng cơ hội đó thì chỉ điểm đến là một cái tình trạng bệnh nhân có suy giảm miễn dịch, và ở bệnh viện cũng làm cái xét nghiệm HIV thì mới phát hiện ra, trước đó thì bệnh nhân không có biểu hiện triệu chứng gì. Trong khi đó, theo thống kê của Cục Phòng chống HIV/AIDS, tính từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước ghi nhận 8.025 trường hợp phát hiện mới, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, 82% là nam giới, độ tuổi chủ yếu từ 16 đến 29, chiếm 46%. Độ tuổi từ 30 đến 39, chiếm 29%. Đường lây chủ yếu qua đường tình dục không an toàn, 74%. Đối tượng quan hệ tình dục đồng giới, chiếm 41%. Quan hệ qua đường hậu môn thì nó dễ chảy máu, vì cái niêm mạc của hậu môn nên nó rất dễ xây xước. Đấy, nó không có cái chất tiết nhờn, chất bôi trơn. Nếu như mà một người nhiễm HIV mà không được phát hiện sớm thì người ta sẽ lây lan cho những người khác. Bản thân người ta cái miễn dịch nó sẽ bị giảm. Các bệnh nhân đến đây trong tình trạng rất nặng, CD4 tụt dưới 100. Thế và nhiễm trùng cơ hội nặng, chạy vào gan, vào phổi, vào não. Hiện nay 72% ca nhiễm HIV mới được ghi nhận tại các tỉnh phía Nam, trong đó riêng đồng bằng sông Cửu Long chiếm tới 36%. Hình thái lây nhiễm đã chuyển dịch từ tiêm trích ma túy, mẹ lây truyền sang con, sang chiếm 70-90% lây qua đường tình dục ở nam quan hệ đồng giới. Do đó, việc thay đổi chiến lược can thiệp truyền thông và thay đổi hành vi do nhóm đối tượng trẻ là rất cần thiết. Xét nghiệm sớm và điều trị sớm là một trong những chiến lược và đang được tổ chức quốc tế kêu gọi các quốc gia mạnh liệt triển khai. Đấy là cái chiến lược liên quan đến cái truyền thông ca bằng ca, là lấy làm sao là để cho người dân hiểu là không, khi mà nhiễm HIV thì tải lượng virus ở HIV trong máu dưới ngưỡng không phát hiện thì không còn là khả năng làm lây truyền HIV/AIDS. Thì trước đây chúng ta tập trung nhiều vào cho các thì nhóm nguy cơ cao chúng ta dự phòng được, nhưng bây giờ chúng ta tập trung với nhiều cái giải pháp là tìm những người nhiễm HIV để chúng ta điều trị cho họ không còn khả năng lây nhiễm HIV cho người khác, thì đấy mới là cái giải pháp căn cơ mà tại sao UNS lại đang khuyến nghị các quốc gia đều cam kết thực hiện cái mục tiêu 95-95-95. Ý nghĩa là 95% người nhiễm HIV biết được tình trạng HIV, rồi 95% người nhiễm HIV biết được tình trạng HIV được điều trị ARV, và 95% người nhiễm HIV điều trị ARV là không, là có ngưỡng tài lượng dưới ngưỡng ức chế, là không còn khả năng làm lây nhiễm HIV cho người khác. Thì chính người ta tập trung vào cái nhóm người nhiễm HIV để chúng ta chậm ngăn chặn cái sự lây lan của dịch. Đấy là cái giải pháp mà căn cơ nhất. Cũng theo Cục Phòng chống HIV/AIDS, trong số hơn 10.000 trường hợp phát hiện mới HIV mỗi năm thì có gần một nửa là người trẻ. Tuy nhiên, chưa đến 50% thanh thiếu niên có hiểu biết toàn diện về dự phòng lây nhiễm HIV, 40% có thái độ phân biệt đối xử với HIV, 14% có yếu tố dẫn đến quan hệ tình dục không an toàn. Do đó, trong thời gian tới, việc huy động được thanh niên chủ động tham gia vào hoạt động phòng chống có vai trò rất lớn đối với công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới.